Hôm nay ngày đầu tiên của tháng 5 là một ngày nắng đẹp trên khắp cả nước, đặc biệt phù hợp cho các chuyến đi biển nghỉ mát trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này. Có lẽ cũng vì thế mà các bãi biển suốt dọc từ Bắc đến Nam ngày hôm nay đều đông kín người, đặc biệt là bãi biển Đồ Sơn ở Hải Phòng, nơi mà từ Hà Nội thì chỉ cần chạy xe khoảng 30 phút là đã có thể tới nơi. Dự báo trong tháng 5 này thì sẽ xảy ra 2 đến 3 đợt nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, theo dự báo, các đợt nắng nóng này sẽ không diễn ra liên tiếp. Xen kẽ những đợt nắng nóng là các đợt không khí lạnh gây ra các đợt mưa rào và dông ở các tỉnh Bắc Bộ, tạo cảm giác mát mẻ. Đợt mưa dông gần nhất ở Bắc Bộ có thể sẽ diễn ra vào các ngày từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 5, tức là ngay sau kỳ nghỉ lễ hiện tại. Trong khi đó, thì khu vực các tỉnh Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tháng 5 này, bão và áp thấp nhiệt đới chưa có nhiều dấu hiệu xuất hiện trên Biển Đông và ít có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Như vậy, tháng 5 có thể tiếp tục là một tháng có điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi khi vừa không quá nóng lại chưa có bão.